và hôm nay văn phòng mình có một thương hiệu mới vừa được trưng bày xong, và đây là thương hiệu Gardena. Và các bạn hãy cùng xem mình tập hợp cái máy cắt cỏ đẩy tay Gardena chạy bằng điện các bạn, và mình sẽ mở hộp ra các bạn cùng xem. Ở đây mình đầu tiên, như thông thường các loại máy thường kèm theo là bản hướng dẫn sử dụng, các bạn nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp ráp máy nhé. Ở đây thì không có tiếng Việt, chỉ có tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác, tiếng Pháp, tiếng Nga. Ở đây thì mình có thể thấy được ở trên thùng nó có cái chiều độ cao của cái cắt cỏ mình là từ 20mm đến 60mm, tức là cái chiều cao của phần cắt cỏ thường thì mình sẽ cắt từ cao xuống thấp dần dần, hạ dần độ cao. Và những cái công nghệ được thể hiện ở trên máy cắt cỏ bao gồm những công nghệ là điều chỉnh dặn nhanh cái độ cao thấp của cái phần máy, công nghệ sync vào đồng hồ điện tử luôn, hồ Ecotech này mình sẽ tìm hiểu thêm, và công suất của máy và 300m² là cái khả năng mà máy có thể vận hành để cắt được xung quanh nhà là 300m², khá là lớn, nếu là một villa cũng là đủ sức cho bạn và cho cái máy này. Okay, và mình sẽ lắp thử máy này nhé. Chưa tìm được cái cách lắp của cái phần này cho nên mình đã lên coi YouTube để tìm hiểu thêm, bởi vì cuốn hướng dẫn này nó không có đầy đủ, cho nên là hiện tại là cũng có những cái kênh YouTube để mình, các bạn có thể tham khảo nha. Thì đây là quá trình mình thực lại luôn, rất là thực tế. Okay, và bây giờ mình có thể cắm điện trực tiếp để thử chạy máy nhé. Thực hiện cắt một đoạn cho các bạn cùng xem. Và đây bạn Phượng Garden sẽ cắt cho các bạn cùng xem nhé. Cái phần để nâng hạ cái máy cắt cỏ lên xuống các bạn, khi bạn ấn vào bạn điều chỉnh cái độ cao của máy lên cao nè, và đây là hạ xuống nè, đó thì mình chỉnh nó phù hợp rồi mình thả ra máy. Các bạn nghe tiếng máy bằng điện khá là mạnh thì hãy follow kênh Project, hoặc là các bạn có thể lên trực tiếp trang Pro Handy Tool để mua dụng cụ làm vườn Gardena Việt Nam, dụng cụ làm vườn Gardena Việt Nam Facebook. Đúng rồi. Facebook. Bạn sợ là dụng cụ làm vườn Gardena Việt Nam để tìm mua. Mình sẽ để link và ở dưới video này nha.